Vâng, hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Này trở lại với kênh ô tô Quang Trung chuyên quán và sửa chữa. Em Trung chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay em Trung cũng lên sóng review con WinJack 3.2. Ford WinJack 3.2 số tự động full nha anh chị. Nói chung là em đã được mang bộ áo màu trắng và đồ chơi cũng khá là nhiều nha anh chị. Xe này thì phải nói là cọp một chủ từ đầu nha anh chị nhá. Qua đây là chủ thứ hai rồi, cũng phải nói là một để mà tìm một con xe như này thì thật sự rất là khó. Ford WinJack 3.2 số tự động cọp đẹp nha anh chị nhá. Nên chung cái xe này thì cũng có sơn tút dặm cũng vài chỗ lăn quanh, nhưng mà cái chuyện đó thì không có đáng kể. 4x4 anh chị thấy không? Em nó được lên cái bộ body ốp body nhưng cũng rất là dễ thương, form dáng cũng rất là đẹp. Em nó được mang màu trắng thì phải nói là thật sự phải nói là mát mẻ và đẹp trai. Anh chị thấy không? WinJack 3.2 số tự động nha, full. Phải nói là chạy, phải nói xe này chạy, phải nói nếu mà xe này thì thật sự còn vỏ toàn bộ là còn zin hết nha anh chị. Có một vỏ lai thôi, còn toàn bộ là vỏ zin theo xe hết. Gầm máy của em nó thì phải miễn bàn anh chị nha. Này, lứt lứt sơ sơ thôi. Em nó này, mâm zin anh chị thấy chưa? Cây zin này. Này, em lứt sơ. Gầm vẻ của em nó thật sự xe này về anh chị mua về thì chỉ có việc đi thôi. Cái dàn gầm, dàn máy nội thất phải nói là cực kỳ mới nha anh chị. Anh chị nào? 3.2 mà để một tìm một con xe này mới cọp như này thật sự là rất là khó. Trước tiên thì em đi cái bộ đèn đầu của em, nói thì cái đèn này đã bị nứt rồi anh chị này, nứt cái này, nhưng mà cái này nó không quan trọng. Cái này thì thay được cái đèn này thì nó hết khoảng gần chục triệu nha chị, gần chục. Nên là cái đèn đèn zin nó cũng không vấn đề gì hết, nhưng mà dân ta xài thì cả cái vấn đề nó đi hết. Mọi cái vấn đề thì cũng phải suy nghĩ. Thì tất cả những sao thì có em Trung thì cũng nói hết toàn bộ trên xe này có những gì và những sai và lỗi lầm tất tật trên cái xe như thế này. Cục đèn pha của em đó này, chị thấy chưa, rất là đẹp. Đèn bi và bên này xài bóng halogen. Thì em nó được mang biển số 61C 29148, mà thật sự cái dòng xe bán tải là thật sự là bây giờ là hot, rất hot nha, toàn quốc, hot toàn quốc. Mâm vỏ của em nó này, bộ dè của em nó là anh chị thấy chưa, mới chưa, quá mới đúng không, cực kỳ là mới. WinJack 3.2 và em nó được gương chiếu hậu thì tích hợp xi nhan gương, và em đã được lên cái bộ body này anh chị này. Anh chị nào không thích thì tháo ra, nhưng mà theo em thì thật sự là lên cái bộ body này thì nó con xe của mình nó rất là mạnh mẽ và rất hầm hố, nó đẹp hơn. Đây anh chị thấy chưa, WinJack bảy bước chân của em đó này. Thật sự là anh chủ này anh đi cũng rất là kỹ nha anh chị nha. Đó, thấy chưa, xe này về anh chị chỉ có rửa nước là đi thôi. Này, nội thất của em nó là anh chị thấy chưa, khoe không, tất cả mọi cái đang ghế zin nha, ghế zin nha anh chị nha. Nội thất của em nó là anh chị thấy chưa, mới chưa, xe này về chỉ rửa nước lã thôi, không phải làm gì. Vô lăng dằn tay tích hợp phím bấm đủ thứ đủ các kiểu nha anh chị. Đây, cần số này, gài cầu, nói chung là mọi tất cả các tính năng hoạt động trên xe thì thật sự là rất là ok. Này, khung sườn này thì tất cả xe này thì em Trung cũng quay lướt sơ và chi tiết những cái chỗ nào cần thiết để anh chị ở xa thì đỡ mất công. Đấy, mà giá phải nói cực kỳ yêu thương, tem mặc chi tiết của nhà sản xuất. Xe này em Trung bao anh chị, bao cho anh chị không một lỗ nhỏ nha.
không một lỗ nhỏ. Còn ba cái chuyện sơn giảm tốt thì nó theo thời gian của năm tháng thôi. Thì tất nhiên là cái xe của em 2021 thì em cũng đi cũng giảm tốt tùm lum mà. Nhưng mà phải nói là con xe này so với cái đời này thì phải nói là cực kỳ là đẹp luôn anh chị. Khung sơn là chưa có một dấu hiệu đâm va. Anh chị thấy chưa? Đẹp chưa? Đẹp từng chi tiết. Ốc vít gắt cửa vẫn đang còn 7 màu nha anh chị. Thấy chưa? Đang còn dấu châm sơn. Đẹp chưa? Tay mở cửa rất sáng, anh chị thấy chưa? Kính bấm đây, keo chỉ này, đây là khóa trẻ em. Phải nói là để mà tìm một con xe như thế này thì thật sự cũng rất là khó nha anh chị. Nhìn nội thất của em nó này, anh chị thấy chưa? Phê không? Quá là phê. Đẹp chưa? Này, vô lăng này, anh chị thấy không? Cái củ vô lăng này chưa có một dấu mòn. Order của em nó kìa, chuẩn 72.000. Ok chưa anh chị? Tất cả đều toàn bộ cùng rin hết nhá. Đấy. Phải nói là, nhưng mà giá phải nói là cực kỳ là yêu thương. Xe này bán tải hiện tại bây giờ là thật sự là rất là hot. Trần của em nó thì vẫn đang trần nỉ, đã được bọc kiếng rồi, bọc minông rồi, sạch sẽ, êm ái, nhẹ nhàng. Gầm sau của em nó này, bánh sau này, vỏ sau thì cũng còn được 50%, 50% thôi. Xe này anh chị về xịt nước, rửa nước lặn thôi là đẹp, là đẹp. Đó. Đây, sau này cùng đèn pha của em nó. Zin theo của nhà sản xuất. Ranger này anh chị. Đó. Ranger. Em sẽ mở trong cái thùng sau của anh chị này. Bình thường hầu như là những xe bán tải thì thật sự là các anh các chị toàn lôi đi để chở đồ thôi, chở đồ. Nhưng để nói tới cái thùng của em nó, cái thùng Cowboy này, đó, trong thùng là nhựa này, mủ này, anh chị thấy không? Rất là đẹp. Ốc cửa này, phấn son đang vẫn còn 7 màu, chưa có một dấu mở nha anh chị nha. Nên cái xe này phải nói là cực kỳ là đẹp. Anh chị thấy chưa? Thì bình thường cáp này này, cái này là cáp rin nha. Nếu mà bình thường như men xe bán tải này hầu như là clip nó sẽ hết. Cái đít nó sẽ hết cái bừng này. Men kê đồ chở đồ không à. Nhưng mà xe này là xe người ta đi gia đình, gia chủ người ta đi gia đình. Đó, anh chị thấy chưa? Phải nói là con xe này nó đẹp, mà đẹp từng chi tiết. Này, đây là cái phần gầm của em nó này anh chị này, thấy không? Mới chưa? Tất cả các toàn bộ nên là quá mới đúng không anh chị? Cảm biến này phải nói là cảm biến quần xe trước sau. Này, cảm biến này, quần xe trước sau luôn nha anh chị. Tìm một mẫu xe Ford Winjack 2017 máy 3.2 hot, và nó cực kỳ hot. Chị thấy không? Phê đẹp chưa? Đây, mâm vỏ của em nó thật sự là rất là đẹp nha anh chị. Gầm bọc tất cả cái này là đi đường thì giờ thôi nhá. Anh chị thấy chưa? Em lau, lấy cái tay đi lau thôi, đèn thui. Đây, cái bô của em nó kìa, thấy chưa, sáng chưa? À, quá sáng đúng không anh chị, đẹp không? Đây, gặp vẻ này thật sự là quá đẹp cho một chiếc xe Ford Ranger Winjack, Ford Winjack 2017 đăng ký tháng 8 năm 2017 nha anh chị. À, đẹp chưa? Đẹp, cái nó đẹp từng chi tiết. Tappy của em nó này, keo chỉ này, keo chỉ zin, cửa nẻo đóng thật, phải nói là thật sự là rất là chắc nhá, chắc nịch luôn. À,
nội thất của em nó anh chị chứ không một vết chảy. Bình thường hầu như là những xe này mấy anh đi chở đồ chở đạc tất cả cái là em nói là nó chảy tè le tét lét tủ lô tủ lộ rồi, nhưng mà phải nói con xe này nội thất anh chị thấy chưa, tươi chưa, rất mới này. Chống chảy pin chắc tem mạc anh chị thấy tem mạc pin theo của nhà sản xuất chưa, gạt cửa ốc vít này bảy màu chưa, khung sườn này tất cả một cái là chưa có một dấu hiệu chảy xước chứ đừng nói là đâm va. Phần này thì anh nói là quá mới cho một chiếc xe Ford Ranger Winjack 4x4 thì phải nói là quá là đẹp anh chị. Màu thì thật sự cũng rất là ok luôn, đẹp luôn. Anh chị em nó đè nó máy này, thấy không? Đẹp chưa? Quá đẹp luôn đúng không anh chị? Cái đằng trên này thì báo áp suất lốp thì em cái đó thì em trung bơm cái lốp lên là ok thôi. Order của em nó chuẩn 72.000. Ok cho anh chị. 7.2 là 72.000. Máy móc phải nói là em nói là phải nói là thật sự là rất là êm. Đăng kiểm của em nó thì còn tới tháng 2 năm 2022 nha anh chị. Máy này hai bên sườn này anh chị này thấy chưa, máy nổ thì em nha anh chị thấy nhìn cái cục máy của em nó chưa, mới chưa, quá mới đúng không, chẳng bắp luôn à. Đó là xe này thì cam kết công chỉ là không chuyện mà tháo máy được nha. Ốc vít này vẫn còn tất cả cái đang còn bảy màu này, thấy chưa? Tem mạc này, chỉ xe này rất là mới nha anh chị. Và cái đỡ mất thời gian của anh chị. Nó cái capo này cũng đã được sơn lại, dặm lại rồi. Cái đằng bên này vẫn đang dính keo chỉ cũng rất. Tất cả cái là đang tìm hết nha chị. Nói chung tất cả cái này anh chị thấy không? Rất là đẹp nha. Nhưng mà mỗi cái là những cái cabo này là nó ra này. Sơn dặm lại thôi. Keo chỉ nha. Anh chị để ý chi tiết cùng em với. À. Có dặm rồi. Dặm cái mép ở bên này. Quá đẹp đúng không anh chị? Anh chị quan tâm cái mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và nhớ đừng quên cho em Trung xin một nút like và đăng ký kênh nhé. Bấm chuông tiếp tục xem nhiều xe cập nhật theo ngày tháng về cửa hàng em Trung, theo thời gian và năm tháng. Cuối video em Trung chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Và cái giá xe này thì bán cho anh chị với cái mức giá rất là yêu thương luôn, 720 triệu, 720 triệu nha. Winjack 2017 Ford Ranger Winjack 2017 720 triệu, giá yêu thương chưa. Anh chị mua về thì chỉ có việc xài thôi, còn không phải làm bất cứ một thứ gì trên xe này nữa. 720 triệu nha anh chị. Giá cuối video chốt. Còn anh chị thiện chí đến đây, em Trung bớt mạnh cho anh chị luôn nha. Bớt mạnh cho anh chị. Thiện chí alo trực tiếp cho em Trung. Còn bớt mạnh cho anh chị nha. Giá em Trung đưa ra cho anh chị 720 triệu để mà đi tới một con Ford Winjack đời 2017 máy 320 thì thật sự là
rẻ hơn với lại giá thị trường rất là nhiều nha. Mà để tìm một cái xe đẹp này rất là khó nha anh chị. Xin chào bà con và hẹn gặp lại những video tiếp theo.